xin mời các bạn trở lại với sân vận động Chang Arena ở Buriram của Thái Lan để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu thuộc King's Cup 2019 của đội sức giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Sức chứa của sân Chang Arena là hơn 3.200 khán giả và vào lúc này ở sân Chang Arena đã có khoảng gần 1.000 cổ động viên Việt Nam. Những người đến từ rất nhiều nơi, trong đó có cả những địa phương trên đất Thái Lan và bằng nhiều phương tiện khác nhau. Và cho dù số lượng cổ động viên đó là tương đối ít ỏi so với những gì thuộc về những người Thái Lan và thời điểm này ở Buriram, nhưng từng đó thôi cũng đủ để làm ấm lòng các cầu thủ, cũng nói lên rất nhiều điều. Sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam, sự trưởng thành của Việt Nam về nhiều mặt. Hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam, trận đấu đầu tiên của cả hai đội tại King's Cup 2019 đã diễn ra với một tốc độ vừa phải. Không có quá nhiều những tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của cả hai. Đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn ở thế trận với sự cân bằng, sự tinh tế và cự ly của các cầu thủ. Nhưng chúng ta cũng không có được nhiều hơn số lần dứt điểm trúng đích so với đội chủ nhà Thái Lan. Cơ hội thực sự duy nhất trong hiệp thi đấu thứ nhất thuộc về các cầu thủ chủ nhà với pha dứt điểm của Supachai, một pha xử lý đẳng cấp. Bóng đã vượt qua tầm khống chế của Đặng Văn Lâm, nhưng rất may cột dọc đã cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Bên phía Thái Lan đã thay cầu thủ đầu tiên, vào sân là số 7 Sumania, 32 tuổi. Cầu thủ của đội cảng Thái Lan. Trong hiệp 1, về cơ bản Thái Lan thi đấu với sơ đồ 4-5-1. Supachai là tiền đạo cắm. Hai cầu thủ chính là Christian Đỗ bên phải và Thiaton ở cánh trái. Hiệp 2 trận đấu giữa đội Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu. Trong hiệp 1, Thái Lan đá với 3 hậu vệ là cao thủ số 5 Adison, số 6 Pansa và số 6 là Sufan. Ở hiệp 1, Văn Toàn đã có những pha thoát đi quen thuộc tạo ra những khó khăn cho phòng ngự của Thái Lan. Đến lúc này đội Việt Nam vẫn chưa thay người. Thái Lan đã thay một cầu thủ. Người đá phạt là Adison. Đường xuất phát của Thái Lan ngày hôm nay có 4 cầu thủ đang thi đấu cho Buriram United. Pha phạm lỗi của Duy Mạnh. Đây là tình huống mà Duy Mạnh đã chủ động can thiệp, bật rất cao. Như vậy là số 7 Sumania vào sân thay cho số 4 Sarak. Sarak là một tiền vệ. Ở hiệp 1 anh là một trong 5 tiền vệ của Thái Lan. Thái Lan trong hiệp 1 của trận đấu tập trung đông cầu thủ giữa sân và không ngần ngại tạo ra những tình huống va chạm, phạm lỗi. Cần phải cảnh giác với Pansa, cầu thủ cao 1m90. Quả phạt cho đội Việt Nam. Tình huống phạm lỗi của hậu vệ Adison.
Lần đầu tiên, một trận đấu giao hữu bóng đá quốc tế diễn ra tại Phú Thọ, đất tổ vua Hùng. Bài kiểm tra đầu tiên của tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho mục tiêu huy chương vàng SEA Games 30. U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar trực tiếp 20 giờ ngày 7 tháng 6 trên kênh VTC1, VTC3, Việt Nam Juni, phát thanh trực tiếp trên VOV1, VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại Kings Cup 2019. Tỷ số này vẫn là 0-0. Cho đến thời điểm này, đội Việt Nam vẫn chưa thay người. Thái Lan đã thay một cầu thủ. Văn Toàn. Các trận đấu tại Kings Cup năm nay diễn ra trên sân Chang Arena, sân nhà của Buriram Chuntip, đội bóng số 1 của Thái Lan ở đây. Buriram đã vô địch Thái Lan 6 trong 8 mùa giải. Với 5 người được gọi lần này, trong đó có 4 người xuất phát ở đội chính. Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, vừa chạm đầu là Hùng Dũng. Tuy đội tuyển Việt Nam vẫn còn thiếu những pha bóng có nhiều tính đột biến ở phía trên, nhưng thế trận mà cầu thủ áo đỏ tạo ra là vững vàng. Khả năng kết nối ở giữa sân của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào thời điểm này là đủ tự tin. Chuyền của Thanabun. Duy Mạnh là người đã chặn được bóng. Pha cản phá của Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải, tình huống xử lý bóng dứt khoát. Trong số những cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho Kings Cup thì Ngọc Hải là cầu thủ có số pha đội tuyển nhiều thứ hai, 42 lần. Đây là trận đấu thứ 43 của anh, ít hơn Trọng Hoàng đúng 20 lần. Xét về số bàn thắng thì Trọng Hoàng cũng đang là chân sút số 1 trong thành viên đội tuyển dự giải lần này, 12 bàn thắng của đội tuyển. Anh Đức đã ghi 11 bàn, Công Phượng đã ghi được 8 bàn. Chúng ta
ta đã thấy Tuấn Anh xuất hiện nhiều trong những tình huống phòng ngự, chơi tương đối quyết liệt, có sự dẻo dai trong những tình huống đeo bám và hoàn thành nhiệm vụ của mình ở nửa còn lại của một tiền vệ trung tâm. Tôi cũng nhận thấy là Tuấn Anh đã thích nghi mỗi lúc một tốt hơn với nhịp điệu của trận đấu. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải cho đội tuyển Thái Lan. Người sẽ thực hiện quả đá này là Thirathon. Trong khi đó thì ở phía trong, trung vệ Pansa, người có tầm cao tốt nhất của đội tuyển Thái Lan, cũng đã góp mặt. Và phối hợp đối nhí của cao thủ Thái Lan. Cú chạm bóng cuối cùng là của Tanabun. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình cỡ số VC, trận đấu tại Kings Cup 2019 giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan. Lúc này khán giả truyền hình đang theo dõi trên ba kênh chính là VTC3, VTC1 và Việt Nam Journey. Bên cạnh đó, thính giả của VOV có thể trên đường và nghe đài qua các kênh VOV1 và VOV2. Trận đấu đang được rất nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Trong một năm rưỡi qua, các học trò của Vaso đã có thêm quan sát với nhiều đối thủ thuộc những cách chơi khác nhau và đã rất dạn dày trong việc đối phó. Và vượt tốt ở các tình huống đá phạt. Đã có những lời nhắc nhở của trọng tài chính ông Ida Junpei với đội trưởng của đội tuyển Thái Lan Thirathon. Cầu thủ vừa có một động tác tiểu xảo với Trọng Hoàng. Khá nguy hiểm. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Quý Ngọc Hải. Cú đá không trúng tâm bóng. Chúng ta biết là phòng ngự cố định và phòng ngự bóng bổng là điểm yếu của đội Việt Nam. Và lúc này Việt Nam đang phải gặp một đội Thái Lan to cao hơn. Tôi nghĩ rằng trong những tình huống bóng bổng như vừa rồi thì tầm ảnh hưởng của Đặng Văn Lâm cần phải được phát huy tốt hơn. Với tầm cao trên 1m8 và sải tay dài, lợi thế sử dụng tay của thủ môn cần phải được phát huy trong những tình huống chống bóng bổng kiểu như vừa chúng ta vừa thấy. Đó là một sự hỗ trợ rất là tốt đối với các trung vệ. Tất nhiên để có thể có được những tình huống băng ra hợp lý cho Đặng Văn Lâm thì sự phối hợp giữa thủ môn của đội tuyển Việt Nam với các đồng sự của mình ở phía trên phải đủ sức ăn ý. Việc bảo vệ đường ra cho Đặng Văn Lâm sẽ là một giải pháp cần phải tính toán. Và xem ra điều này chưa nằm trong sự sắp xếp cách phòng ngự, trong chiến thuật phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Tranh bóng rất tích cực, Văn Hậu.
Duy Mạnh. Tuấn Anh che bóng không kín. Pha lên bóng của đội Thái Lan. Sumania. Titipan. Tình huống bắt bóng chủ động của Đặng Văn Lâm. Thái Lan đang có sự kết dính tốt giữa các vị trí. Đội Thái Lan đang đẩy tốc độ của trận đấu lên. Họ chơi nhanh hơn và tích cực sút bóng. Phút thứ 60 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Nếu như hai hiệp chính của trận đấu này khép lại mà không có được sự phân định thắng thua, hai đội sẽ phải đá luân lưu 11m. Đến lúc này thì các huấn luyện viên Park Hang-seo và Si-sak vẫn chưa tung những quân bài dự bị sáng giá trên hàng công vào sân. Quả tạt của Thiraton. Supachai đã sẵn sàng ở bên trong, nhưng trong tí vừa rồi thì Bùi Tiến Dũng đã chơi chính xác. Duy Mạnh. Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Cầu thủ Thái Lan vẫn đang lấn sân. Thiraton. Thiraton là một trong bốn cầu thủ quan trọng của Thái Lan đã vắng mặt ở AFF Cup 2018. Khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp bóng của đội tuyển Việt Nam ở khu giữa sân cần phải được củng cố và không loại trừ trong khoảng 5-7 phút tới đây đội bóng đỏ sẽ có sự thay đổi người ở khu vực giữa sân. Trọng tài đã thổi phạt Tristan Đỗ. Pha va chạm giữa Tristan Đỗ và Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu mới 20 tuổi, tuy nhiên đã rất dạn dày. Những quyết định của trọng tài Ida Junpei trong những phút đã qua của trận đấu theo tôi là chuẩn xác. Ông kiểm soát trận đấu một cách đỉnh đạt. Từ khi Thái Lịch ra đời thì Buriram United là câu lạc bộ đã vô địch nhiều nhất. Họ đã 7 lần vô địch. 8 mùa giải gần đây thì Buriram vô địch Thái Lan 6 lần. Câu lạc bộ Mương Thong của Đặng Văn Lâm đã đăng quang 4 lần. Theo quan sát của chúng tôi thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các trợ lý gọi các cầu thủ dự bị. Tình huống nóng lên không cần thiết của trận đấu. Người đang nằm sân là Đoàn Văn Hậu. Trọng tài Ida Junpei của Nhật Bản đang rất bình tĩnh để đóng cũng không.
tôi càng theo cái đều kia nó như vừa sẽ không nhẹ mới không thuộc lại nhiều sáng á. Chứ đều nhỏ đỡ vô á. Rồi canh cái đấy nữa sẽ không chết. Các bạn thân mến, họp báo đội tuyển Việt Nam với Thái Lan hé lộ đội hình ra quân của đội tuyển Việt Nam. Tại cuộc họp báo trước trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo khẳng định ông và các học trò đã có sự chuẩn bị để hướng tới kết quả tốt nhất. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo nói, là huấn luyện viên trưởng, tôi luôn đứng trước sức ép nhất định của mỗi trận đấu, đặc biệt là trận đấu ngày mai diễn ra trên sân của Thái Lan và lại là trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên tôi đã quen với điều này vì từng tham dự nhiều trận đấu lớn. Gần đây khi chạm trán Việt Nam ở các giải U15, U18 và giải nữ, Thái Lan toàn thua. Với đội U23, từ khi tôi làm việc đến nay, Thái Lan cũng thua chúng tôi 2 hay 3 trận gì đó. Tôi biết Thái Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Họ có tân huấn luyện viên trưởng, nhưng tôi nghĩ ngày mai sẽ là trận đấu khó khăn cho họ. Thái Lan đang chịu sức ép vì phải chiến thắng. Tôi và các cầu thủ đã chuẩn bị để thi đấu tốt nhất. Chúng ta không thể biết trước kết quả như thế nào, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần như trước đây. Trong lần gặp nhau gần đây nhất tại King Cup 2019, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thái Lan. Đây là chiến thắng mà theo đánh giá của huấn luyện viên Park giống như một bước chuyển giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin khi đối diện với đội bóng xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên trong trận đấu đó, Thái Lan không có sự góp mặt của ngôi sao Chanathip Songkrasin do cầu thủ này chấn thương. Sự trở lại của nhân tố quan trọng bậc nhất trong lối chơi của Thái Lan giúp chủ nhà hưng phấn hơn nhiều. Huấn luyện viên Park cũng đánh giá cao tài năng của Chanathip Songkrasin của bóng đá Thái Lan. Chúng tôi đã xem cậu ấy thi đấu ở Asian Cup. Chanathip không có thể hình lý tưởng, nhưng kỹ thuật, chơi được cả hai chân, khả năng phối hợp của cậu ấy với các đồng đội cũng rất tốt. Thái Lan còn có nhiều cầu thủ giỏi khác, nhưng chúng tôi vẫn cần cẩn trọng với Chanathip. Huấn luyện viên Park nói. Về phần mình, đội trưởng Quế Ngọc Hải thể hiện tinh thần quyết tâm cao, anh nói. Chúng tôi biết Thái Lan vừa có sự bổ nhiệm với huấn luyện viên mới. Các cầu thủ rất muốn chứng tỏ thi đấu tốt trong trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên người Nhật. Họ có động lực và tinh thần tốt. Bên cạnh đó, các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài, họ là một thế mạnh của đội chủ nhà. Chúng tôi vào sân đầu tiên là đề cao tinh thần chiến thắng, khát khao. Hai đội đều muốn giành chiến thắng và sẽ mang tới một trận đấu nhiều cảm xúc. Trận đấu giữa tuyển Thái Lan Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 5 tháng 9 trên sân vận động Thammasat Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục thi đấu áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, trong khi chủ nhà Thái Lan mặc trang phục áo xanh, quần xanh và tất xanh. Huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam bây giờ không phải e ngại Thái Lan. Đó chính là tuyên bố đầy cứng rắn và mạnh mẽ mà huấn luyện viên Park muốn nhắn nhủ các học trò của mình cũng như chính đối thủ Thái Lan. Chiều ngày 4 tháng 9, buổi họp báo trận đấu giữa Thái Lan Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra tại phòng kỹ thuật thuộc sân vận động Thammasat. Còn nhớ ở giải giao hữu King Cup 2019 cách đây không lâu, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà bằng bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo Anh Đức. Trong lần tái đấu này, ông Park cho rằng trận thắng đó không mang nhiều ý nghĩa. Song nhà cầm quân người Hàn không ngần ngại tuyên bố đanh thép, đội tuyển Việt Nam giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều và không hề e ngại Thái Lan. Thắng lợi King's Cup của Việt Nam trước Thái không mang nhiều ý nghĩa quá lớn. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam thường có kết quả bất lợi trước người Thái.
nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cầu thủ Việt Nam đã có thể thi đấu tự tin hơn trước Thái Lan. Tôi tin sau những chiến thắng vừa qua, các thế hệ cầu thủ từ nay trở đi có thể tin rằng Thái Lan là đối thủ hoàn toàn có thể đánh bại được, không có gì phải e ngại họ, huấn luyện viên Park tuyên bố. Khác với 3 lần chạm trán người Thái trước đó, trận đấu hôm nay sẽ mang ý nghĩa quan trọng và cũng áp lực nhất với ông Park cùng các học trò kể từ khi ông lên nắm quyền. Dẫu vậy, chiến lược gia 60 tuổi tự tin cho biết ông quen với áp lực và sẵn sàng cùng các học trò thể hiện những gì tốt nhất cho trận đấu vào tối nay. Tôi là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, nên với tôi mỗi trận đấu đều có áp lực, huống hồ đây lại là vòng loại World Cup 2022. Trận đấu tới còn đá trên sân khách. Tôi biết người Thái chuẩn bị kỹ cho trận đấu này, họ vừa có huấn luyện viên mới, tôi nghĩ trận đấu sẽ khó khăn hơn với Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị trận đấu một cách bình tĩnh, tập trung nhất. Không biết kết quả ngày mai ra sao, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị bằng tinh thần từ trước đến nay, đó là tinh thần Việt Nam, tinh thần tập thể để làm những điều tốt nhất. Nhận xét về đối thủ, huấn luyện viên Park dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho tiền vệ Chanathip Songkrasin. Ở Thái Lan, Chanathip là ngôi sao sáng nhất. Chúng tôi theo dõi anh ấy ở Asian Cup. Dù bất lợi về thể hình, nhưng Songkrasin có kỹ thuật, khả năng chơi bóng tốt bằng cả hai chân, cũng như phối hợp với đồng đội. Thái Lan còn rất nhiều tài năng khác, nhưng Chanathip Songkrasin sẽ là người chúng tôi phải chú ý nhiều nhất. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Park đã sẵn sàng. Toàn đội đang có thể trạng tinh thần tốt nhất hướng đến trận đại chiến với Thái Lan vào tối nay trên sân vận động Thammasat. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Thái Lan không những khẳng định danh dự trước đối thủ không đội trời chung, mà còn giúp chúng ta tạo đà cho sở hữu tấm vé dự Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Park chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam đấu Thái Lan. Huấn luyện viên Park đã chính thức chốt danh sách đội tuyển Việt Nam từ 24 xuống còn 23 tuyển thủ để chuẩn bị trận chiến với Thái Lan mở màn vòng loại World Cup 2022 trên sân Thammasat. Vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, sau quá trình hội quân, huấn luyện viên Park rút danh sách đội tuyển Việt Nam để lên đường sang Thái, chuẩn bị trận mở màn vòng loại World Cup. Tuy nhiên, thay vì chốt 23 tuyển thủ, huấn luyện viên Park quyết định mang sang xứ chùa vàng 24 cái tên. Lý do bởi chiến lược gia người Hàn lo ngại những bất chắc liên quan đến những ca chấn thương khi hàng loạt cầu thủ đều trong quá trình hồi phục như Hà Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng hay là Đoàn Văn Hậu, người phải sang Hà Lan hoàn tất hợp đồng với SC Heerenveen trước khi về Việt Nam hội quân. Đến trưa ngày 4 tháng 9, tức là hơn một ngày trước khi trận đấu giữa Việt Nam Thái Lan chính thức chốt hạ danh sách đội tuyển Việt Nam xuống còn 23 tuyển thủ. Theo đó, cái tên bị loại chính là tiền đạo Hà Minh Tuấn của Quảng Nam. Được biết nguyên nhân do cầu thủ đến từ xứ Quảng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Chiều ngày 4 tháng 9, đội tuyển bước vào buổi làm quen với sân thi đấu Thammasat, nằm cách khách sạn của đội khoảng 25 phút di chuyển bằng xe buýt. Trước buổi tập, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải tham dự họp báo trước trận đấu. Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam đấu Thái Lan: thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường; hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Trung, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải; tiền vệ Phạm Đức Huy, Đỗ Hồng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Huy Hùng; tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng. Liệu Thái Lan có đủ hỏa lực để gây khó khăn cho Việt Nam hay không? Chỉ với một tiền đạo xuất hiện trong đội hình 23 cầu thủ của mình, có một câu hỏi được đặt ra: liệu Thái Lan có đủ hỏa lực để gây rắc rối cho Việt Nam trong trận đấu ngày thứ 5 hay không? Và như thể ván bài mà họ đặt cược cho cuộc khởi đầu suôn sẻ ở chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2022 là chưa đủ lớn, họ sẽ làm như vậy trước đại kình địch Việt Nam, những người đã xoán ngôi vương của họ để thống trị bóng đá Đông Nam Á. Từ lâu, những chú voi chiến đã biến Tirasin Dangda trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công của mình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, ngôi sao 17 tuổi Suphanat Muenta đang hứa hẹn sẽ trở thành cái tuổi lớn tiếp theo. Thế nhưng bộ đôi này dính chấn thương, huấn luyện viên Akira Nishino chỉ đăng ký một tiền đạo duy nhất, Supachai Jaidet, cho trận đấu sắp tới với Việt Nam và Indonesia. Tài năng của Supachai là không phải nghi ngờ, cầu thủ 20 tuổi này ghi 4 bàn thắng sau 14 lần khoác áo tuyển quốc gia, bao gồm cả màn trình diện ấn tượng trong cuộc đua tiến vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018 năm ngoái. Tuy nhiên, chân sút Buriram United chơi chủ yếu như một tiền đạo cánh hoặc tiền đạo thứ hai với những pha di chuyển thông minh để khai thác khoảng trống, trong lúc tiền đạo chính giữ chân các hậu vệ, một vai trò mà Terasin hoặc thậm chí Adisak Grayson vẫn thường đảm nhận. Về phần Nishino, ông không có nhiều lựa chọn khi 7 bàn thắng là số pha lập công nhiều nhất mà một cầu thủ trong nước có thể ghi được ở Thái League 1 trong mùa này. Vậy ba cầu thủ nào làm được điều đó? Một Suphanat đang dính chấn thương, một tiền vệ tấn công chưa bao giờ ra sân cho đội tuyển quốc gia là Thiraphol Georgioi và Ipawat Pangbrakon, người chưa bao giờ được khoác áo đội tuyển dù đã 31 tuổi. Vì vậy, có vẻ như là Supachai sẽ đảm nhận trọng trách trong trận đấu đầu tiên của Nishino, người dẫn dắt Nhật Bản tiến vào vòng 16 đội tại World Cup 2018. Tuy nhiên, những chú voi chiến không hẳn là phải đối mặt với quá nhiều vận rủi.
Họ có trong tay át chủ bài ngôi sao Chanathip Songkrasin. Và dù anh được bố trí ở rất xa tiền đạo, anh chắc chắn có khả năng tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu để tìm đường vào lưới đối phương. Tiền vệ Thitipan Buongchan cũng có kinh nghiệm quý giá khi chơi J-League 1 với Orta Trinita, hẳn sẽ tìm ra cách gây ảnh hưởng nhiều hơn ở đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Thái Lan cũng có những lựa chọn thú vị cho vị trí tiền vệ hộ công với những cái tên như Supachok Sarachat, Bofin Phala và Ekanit Panya. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề vẫn là các cầu thủ này chỉ có thể chơi tốt nhất nếu có một mũi tấn công đáng gờm phía trước. Một nhiệm vụ đã được chân sút 31 tuổi Terasin đảm nhận trong hơn một thập kỷ qua. Đối đầu với một đội bóng được chui rèn kỹ lưỡng, hoàn toàn phù hợp với công thức 3-4-3 của huấn luyện viên Park, chúng ta phải xem liệu mũi tấn công của những chú voi chiến có đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam hay không. Các bạn thân mến, trực tiếp Việt Nam với Thái Lan, tình hình lực lượng trước trận đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ lựa chọn Trọng Hoàng Văn Hậu đá chính trận Việt Nam-Thái Lan nếu hai cầu thủ này kịp hồi phục. Trận đấu giữa Việt Nam-Thái Lan nhận được nhiều sự chú ý khi cả hai sẽ tung ra đội hình mạnh nhất vì mục tiêu 3 điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Chính vì vậy, ông Park sử dụng những cầu thủ tốt nhất cho cuộc đối đầu này. Vị trí thủ môn và Lâm xứng đáng bắt chính sau chuỗi phong độ ấn tượng thời gian qua. Lâm Tây vẫn giữ được phong độ ổn định trong màu áo tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park đặc biệt dành cho Văn Lâm những đánh giá cao, đảm bảo vị trí số 1. Ở hạng hậu vệ, bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh vẫn là những nhân tố chưa thể thay thế. Đây là bộ ba cầu thủ đã sát cánh bên nhau ở đội tuyển Việt Nam từ Asian Cup 2019 đến Kings Cup 2019. Trong bối cảnh đình trọng chấn thương, đây vẫn là những cầu thủ ưng ý nhất của ông Park. Điều khiến nhiều người chú ý nhất là đôi cánh của đội tuyển Việt Nam sẽ do ai đảm nhận. Trước khi trận đấu diễn ra, khả năng ra sân của bộ đôi Văn Hậu Trọng Hoàng bị bỏ ngỏ, bởi lẽ cả hai đều dính chấn thương khi làm nhiệm vụ cho các đội tại V-League. Thế nhưng ông Park đã gây ra quyết định trái chiều vì triệu tập cả hai thương binh để đưa vào dạng chờ. Cả hai đều hồi phục nhanh chóng, nhưng trường hợp Trọng Hoàng đã trở lại, còn trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường sang Thái, ông Park thông báo Văn Hậu có thể đá từ 45 đến 60 phút theo ý kiến của bác sĩ. Thật Park hy vọng 4 buổi tập tại Thái Lan có thể hồi phục kéo dài thời gian thi đấu từ 60 đến 90 phút. Vì Văn Hậu bị gián đoạn quá trình tập luyện liên tục đến chuyển sang Hà Lan khiến kế hoạch của ông bị phá sản. Tuy nhiên, những sự ghi nhận thực sự về bộ đôi chạy cánh, ông Park sử dụng cả hai ngay từ đầu. Đó sẽ là bộ đôi tạo ra sự an tâm cho đội tuyển. Tuy nhiên, trong danh sách đội vẫn còn Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Kiên cũng là những lựa chọn không tồi cho phương án thay thế. Trung tâm hàng tiền vệ nhiều khả năng vẫn là Hùng Dũng, Tuấn Anh. Đây là bộ đôi được ông Park sử dụng trong trận đấu giữa Việt Nam, Thái Lan tại Kings Cup 2019. Tuấn Anh có màn thể hiện gần 90 phút. Đây là trận đấu tất cả đều muốn chứng kiến Tuấn Anh sẽ thể hiện đúng phẩm chất của mình. Trên hàng công, Anh Đức sẽ là chân sút có thể được đá ngay từ đầu trong vai trò trung phong cắm. Anh chính là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa Việt Nam-Thái Lan tại Kings Cup 2019, giúp chúng ta giành chiến thắng. Dù thời gian gần đây Anh Đức có biểu hiện sa sút ở cấp câu lạc bộ nhưng vẫn là niềm hy vọng của đội tuyển. Đá giặt cánh là Quang Hải, Công Phượng, đây đều là những cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến. Những cầu thủ từng chơi ăn ý trong chiến thắng trước người Thái ở cấp độ U23 tại M1 50 Cup 2017. Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam gồm Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Hậu, Quang Hải, Anh Đức, Công Phượng. Văn Hậu đón gió cao tay, hai con bài tẩy đầy may rủi trong tay thầy Park. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc hẳn thừa biết rủi ro thế nào nếu dùng Văn Hậu cho trận đại chiến với Thái Lan, nhưng ông liệu còn có cách khác. Trước ngày Văn Hậu lên đường sang Hà Lan, huấn luyện viên Park từng phát biểu rằng bộ phận y tế cho biết Văn Hậu có thể thi đấu từ 45 đến 60 phút ở trận đấu gặp tuyển Thái Lan, nhưng khả năng thi đấu 90 phút thì không dám chắc. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng đồng ý với nhận định này. Tuy nhiên, có điều khác mà ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra khôn ngoan khi không nhắc đến, đấy là trong cái khả năng 45 đến 60 phút ấy, Văn Hậu thể hiện được bao nhiêu phần trăm phong độ và liệu khả năng tái phát chấn thương của trung vệ này là bao nhiêu phần trăm. Hẳn nhiên để lượng hóa được điều này là rất khó, khó hơn nhiều cái phán đoán của bộ phận y tế về thời lượng thi đấu trên sân của Văn Hậu. Nhưng hãy nhìn lại những ngày qua để thấy nếu như cầu thủ 20 tuổi này ra sân, anh phải đối mặt với những rủi ro nào. Chỉ trong vòng 3 ngày, cầu thủ trẻ vừa gia nhập câu lạc bộ Hà Lan, Heerenveen phải dành đến 40 giờ bay giữa hai châu lục qua 3 quốc gia với quãng đường hơn 20.000 km để rồi tối qua ngày 3 tháng 9 có mặt hội quân ở Thái Lan. Chắc chắn chỉ có nhiều nhất một buổi tập cùng toàn đội trước trận đại chiến với người Thái. Về mặt tinh thần, Văn Hậu chắc chắn đang rất vui với bản hợp đồng vừa ký với đội bóng châu Âu, cùng viễn cảnh được thi đấu ở giải đấu trình độ cao hơn V-League rất nhiều. Sự phấn khích về mặt tinh thần ấy có thể giúp trung vệ trẻ thăng hoa trước người Thái. Nhưng rõ ràng điều ấy nếu tỉnh táo sẽ thấy nó cũng làm cho nguy cơ chấn thương trở lại của anh có khả năng cao hơn.
Không khó nhận ra sự bực bội của huấn luyện viên Park trong buổi họp báo đột xuất để thông báo Văn Hậu sang Hà Lan ký hợp đồng. Không khó để nhận ra ông thầy người Hàn muốn Văn Hậu tập trung tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái. Nhưng cũng rõ ràng, việc cầu thủ này sang Hà Lan là bắt buộc và nó là điều tốt nhất cho anh lúc này. Nên nhớ cho đến hiện tại Văn Hậu vẫn là cầu thủ Việt Nam thi đấu nhiều trận trong năm nay, 43 trận. Thiết nghĩ cũng đừng quên rằng chấn thương hiện tại của anh đến từ sự quá tải. Thầy Park liệu có muốn thắng Thái Lan ở trận đấu này bằng mọi giá? Đó là câu hỏi mấu chốt lúc này. Thắng Thái ai cũng muốn, nhưng liệu có thắng được hay không mới là vấn đề. Và nếu chủ trương tìm kiếm một trận hòa thay vì một chiến thắng, mọi việc sẽ khác đi rất nhiều. Đây không phải là một trận cầu sinh tử như kiểu trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở Mỹ Đình vài tháng trước. Ngày ấy Đình Trọng và các đồng đội bắt buộc phải thắng, nếu không sẽ lỡ hẹn với vòng chung kết U23 châu Á năm sau trên đất Thái. Nhưng lần này thì không phải vậy. Lần này thầy trò huấn luyện viên có đến 8 trận trước mắt và nếu không thể thắng Thái trên đất Thái, họ có cơ hội ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Và sau Thái Lan, họ còn UAE, Malaysia cùng Indonesia để tranh đấu. Hãy hình dung, nếu ông Park khăng khăng dùng Văn Hậu như từng dùng Đình Trọng cũng đang chấn thương ở trận gặp U23 Thái Lan được nhắc đến ở trận để rồi Văn Hậu tái phát chấn thương. Liệu câu lạc bộ Heerenveen có vui? Liệu cơ hội của Văn Hậu ở Hà Lan có suôn sẻ khi chỉ hơn một tháng nữa Việt Nam lại có hai trận đấu quan trọng với Malaysia và Indonesia? Và sau đó một tháng là trận gặp UAE cùng trận lượt về với Thái Lan và ngay sau đấy là SEA Games 30. Nếu như việc vẫn gọi Văn Hậu tập trung chỉ là đòn gió mà thầy Park tung ra để người Thái phải đau đầu tính toán, thì xin chúc mừng cả Văn Hậu lẫn huấn luyện viên Park. Nhược bằng, thầy Park vẫn là nhất định cố đấm ăn xôi, tung Văn Hậu ra sân để tìm kiếm một trận thắng, thì e rằng lành ít dữ nhiều. Bốn cầu thủ Việt Nam khiến Thái Lan e rẻ nhất. Người Thái gọi Văn Lâm, Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng là bốn cầu thủ quan trọng nhất đội hình tuyển Việt Nam. Trước trận đấu đội tuyển Thái Lan Việt Nam ngày 5 tháng 9, Trang Siuk đã đăng tấm ảnh có mặt Văn Lâm, Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng, gọi đây là bốn cầu thủ quan trọng nhất đội hình tuyển Việt Nam. Trong số bốn cầu thủ được Trang Siuk phân tích, thủ môn Đặng Văn Lâm là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trang Siuk viết rằng, thủ thành Việt Kiều được đào tạo tại châu Âu, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m89, mang lại nhiều lợi thế về tranh chấp khoảng không. Văn Lâm đang khoác áo câu lạc bộ Muon Thong United và ít nhiều hiểu về bóng đá Thái Lan. Sau 90 trận đấu, Văn Lâm vào lưới nhặt bóng 93 lần và cản phá trung bình 5,32 pha mỗi trận. Với Văn Hậu, Trang Siuk nhắc lại kỷ niệm về cú tát của Thitipan Pongchan ở trận đấu giữa Thái Lan Việt Nam tại Kings Cup 2019. Văn Hậu là hậu vệ trái đầy tiềm năng, đã khoác áo mọi cấp độ đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu sở hữu chiều cao tốt, leo biên tuyệt vời nên gợi hình ảnh Roberto Carlos. Bên cạnh phòng thủ tốt, Văn Hậu thường xuyên ghi bàn. Trong khi đó, Công Phượng được Trang Siuk đánh giá là cái tên đáng chú ý nhất hàng công đội tuyển Việt Nam. Công Phượng đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Bỉ, có tốc độ, lối chơi sát sảo và những cú dìm điểm hiệu quả, đóng góp nhiều bàn cho các đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Trang Siuk nhắc đến Công Phượng với tên gọi Messi Việt Nam và mong đợi màn so tài với Chananthip Songkrasin cũng được mệnh danh là Messi Thái. Cuối cùng, cái tên được truyền thông Thái Lan đánh giá cao nhất không ai khác, Nguyễn Quang Hải. Trang Siuk nhận định cầu thủ có chân trái điệu nghệ mạnh mẽ này là người tạo ra nhiều siêu phẩm. Anh ấy là cầu thủ kỹ năng với kỹ năng chơi bóng rất tốt, di chuyển linh hoạt và rộng khắp trên sân. Trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam-Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ ngày mai.